còn lâu mới tự sản xuất được chip 5G, nhận định của ông Cristiano Amon được đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới đây. Theo đó, Apple sẽ mất nhiều năm mới có thể thúc đẩy được mảng 5G. Đương nhiên, trong thời gian đó, Apple vẫn phải phụ thuộc vào Qualcomm. Hiện Qualcomm đang chiếm lĩnh thị trường 5G. Tuy nhiên, vẫn có một số đối thủ nhỏ khác như Huawei và Samsung, nhưng các hãng này phải mất 7 đến 10 năm mới xây dựng được giải pháp 5G hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, dù bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ mua lại mảng 5G của Intel, Apple không thể tạo ngay ra sản phẩm dù theo kế hoạch công ty này sẽ tự sản xuất chip 5G riêng vào năm 2021. Một trong nguyên nhân chính là sự biến đổi của công nghệ anten. Công nghệ này sẽ định hình cách thức sử dụng 5G trong tương lai. Smartphone có anten đơn thường chia sẻ tín hiệu thu phát với GPS và Wi-Fi. Trong khi đó, smartphone dùng công nghệ bước sóng mm, một trong những loại hình phổ biến của mạng 5G, có tới 16 anten. Tương tác giữa sóng radio và anten tạo nên phần quan trọng của trải nghiệm 5G. Tại triển lãm IFA 2019, QuanCom đã giới thiệu các giải pháp 5G modem tới anten, đồng thời cho biết các đối thủ sẽ khó bắt kịp hãng này trong cuộc đua 5G.